quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khuôn nước ven sông. Nhà thơ Giang Nam đã có cái bài thơ về quê hương rất là tuyệt vời, phải không các bạn? Và đây là quê hương của mình. Quê hương của mình có núi, có sông, có những con đò, gắn với tuổi thơ của rất là nhiều người con Bình Định. Và hình ảnh chúng ta đang xem đây là quê hương Bình Định. Đây là cửa biển Đề Ghi các bạn. Cửa biển Đề Ghi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Rất là tuyệt vời các bạn. Và ngày xưa người dân chúng tôi đi qua lại bằng những cái cầu rất là đơn sơ như thế này các bạn. Cầu bằng gỗ đơn sơ như thế này. Và quê hương là như thế. Quê hương là con đường đi học. Quê hương là con diều biếc. Quê hương là con đò nhỏ. Ngày hôm nay thì quê hương cũng đã được đổi mới. Với sự chỉ đạo của chính quyền thì con đường ngày xưa, con đường bị cầu gỗ ngày xưa được thay bằng cái cầu rất là kiên cố. Và chúng ta đang thấy rằng đây là cái con cầu kiên cố nối liền giữa Vĩnh Lợi của huyện Phù Mỹ. Các bạn đang xem ngọn núi này là của thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Và nối liền với các cái công trình này, đang nối liền với chỗ tôi đang đứng và các anh công nhân đang làm việc. Đây là ở thôn Đề Di, An Quang, xã Cát Khánh, Phù Cát. Tuyệt vời không các bạn? Và tuyến đường, tôi có một cái video hôm trước là tuyến đường này là rộng 24m, tôi đã quay cho các bạn. Đây là cái sự đổi mới của quê hương, không các bạn? Rất là tuyệt vời. Và kết thúc ở chỗ quê hương là nếu ai không nhớ, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, phải không các bạn? Cho nên chúng ta ai cũng có quê hương và chúng ta hãy nhớ về quê hương của mình. Nhớ về nơi đấy đã có tuổi thơ của chúng ta, có cha mẹ chúng ta, người bà con của chúng ta. Hãy một lần nào đó tranh thủ trong vài tháng chúng ta hãy về thăm quê của mình, về thăm gia đình của mình, bố mẹ của quê đang chờ chúng ta. Tạm biệt các bạn. Tôi Nguyễn Văn Bình đến từ Bình Định.